chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với bản tin 18 giờ 30 phút chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên với những thông tin chúng tôi mới cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, sáng ngày 7 tháng 2 năm 2024, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chúc Tết các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo các cơ quan trung ương, thành phố Hà Nội cùng toàn thể đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh năm Giáp Thìn 2024 là một năm có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 và hướng tới Đại hội 14 của Đảng với niềm tin mới, khí thế mới và động lực mới. Tình hình quốc tế và trong nước có nhiều thời cơ, thuận lợi, nhưng cũng đặt ra không ít những khó khăn thách thức đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phải có quyết tâm cao, ý chí lớn, ra sức thực hiện các mục tiêu đã đề ra để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của năm 2024. Tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới với mục tiêu đáp ứng nhu cầu chiếu sáng đường giao thông nông thôn, thời gian qua, nhân dân xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên đã tích cực thực hiện xã hội hóa việc lắp đặt hệ thống đèn đường, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các làng quê. Năm 2023, xã Hiệp Cường đã tích cực tuyên truyền vận động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và người dân thực hiện xã hội hóa để đầu tư lắp đèn đường. Theo đó, mỗi gia đình đóng góp ít nhất 500.000 đồng để mua các thiết bị lắp đèn đường. Tại hai thôn Lương Xá và Đống Lương, gần 200 hộ dân hai bên các tuyến đường chính của thôn đã tự nguyện đóng góp trên 200 triệu đồng. Các công việc như dựng cột đèn, kéo dây và lắp bóng đều do nhân dân góp công thực hiện. Các tuyến đường được thắp sáng về đêm không chỉ giúp cho người dân đi lại thuận tiện hơn mà còn góp phần đảm bảo an ninh trật tự. Việc làm này chính là minh chứng cho quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hiệp Cường trong việc chung sức đồng lòng xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Sáng ngày 8 tháng 2, tức ngày 29 tháng Chạp, tại khu công nghiệp Thăng Long 2, huyện Yên Mỹ, Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên đã trao số tiền 100 triệu đồng hỗ trợ công ty đồng hành cùng công nhân lao động về quê đón Tết Giáp Thìn 2024. Tại đây, gần 20 chuyến xe đưa hơn 1.000 công nhân, người lao động đang làm việc tại công ty về các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Hòa Bình và Hà Giang, Yên Bái, Lạng Sơn đón Tết cùng gia đình. Tại chương trình, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh động viên chúc các công nhân lao động về quê đón Tết vui tươi, ấm áp, hạnh phúc. Chương trình đưa công nhân người lao động về quê ăn Tết được tổ chức và trở thành hoạt động thường niên nhằm tạo điều kiện cho đoàn viên, công nhân lao động kịp về quê đón Tết cổ truyền, đoàn tụ với gia đình, qua đó góp phần chia sẻ, gắn kết giữa đoàn viên, người lao động với tổ chức công đoàn. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay đã là 29 Tết, nhu cầu mua sắm Tết của mọi nhà khiến cho không khí tại các chợ, siêu thị, cửa hàng đều trở nên sôi động, nhộn nhịp người mua, người bán. Dù sức mua tăng nhanh, song nguồn cung, giá cả các loại thực phẩm, đồ dùng thiết yếu phục vụ Tết đều ổn định, không tăng giá nhiều. 50 gian hàng hoa, cây cảnh cùng hơn 500 sạp hàng ký ốt tại chợ Tiên Lữ trong ngày 29 Tết đều tấp đập người mua bán. Nhộn nhịp nhất là ở khu vực chợ Hoa Xuân với đa dạng các loại hoa Tết. Năm nay thời tiết ấm khiến hoa nở sớm, song chất lượng và mẫu mã các loại hoa đa dạng và đẹp hơn. Đối với mặt hàng đồ khô, bánh kẹo tại các chợ, cửa hàng, siêu thị đều rất dồi dào, giá cả không có nhiều biến động so với mọi năm. Đối với mặt hàng thực phẩm tươi sống, rau xanh và trái cây có mức tăng giá nhẹ so với những ngày trước đó. Chuẩn bị cho một cái Tết sung túc đủ đầy nên thị trường những ngày cận Tết dù giá cả một số mặt hàng có tăng, song người dân vẫn sẵn sàng chi tiêu bởi tâm lý làm vất vả cả năm, Tết đến phải tươm tất đủ đầy để năm mới có thêm nhiều may mắn, tài lộc hơn cho mỗi gia đình. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 28 tháng Chạp, ngày đi làm cuối trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, lượng phương tiện di chuyển đông tại các trục chính giao thông, các cửa ngõ thủ đô Hà Nội không đông như ngày thường, nên các tuyến đường nội đô, vành đai 3 trên cao thông thoáng, không xảy ra ùn tắc.
Chiều 28 tháng Chạp, ngày đi làm cuối trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, lượng phương tiện di chuyển đông tại các trục chính giao thông, các cửa ngõ thủ đô Hà Nội không đông như ngày thường nên các tuyến đường nội đô vành đai 3 trên cao thông thoáng, không xảy ra ùn tắc. Đây là những hình ảnh vào khung giờ cao điểm kết thúc ngày làm việc cuối cùng của kỳ nghỉ Tết, nhưng đường phố Hà Nội, người tham gia giao thông vẫn có thể di chuyển bình thường. Tại các bến xe lớn, người dân đổ về cũng tăng dần nhưng không đông đúc. Theo lực lượng cảnh sát giao thông, lực lượng phương tiện giao thông sẽ còn tiếp tục tăng trong ngày hôm nay, nhưng cũng không ùn tắc như mọi năm. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay 29 Tết, không khí lạnh đã tràn xuống miền Bắc, nhiệt độ đã giảm sâu. Nhưng liệu những ngày Tết có mưa rét hay không và người dân cần chú ý điều gì để đảm bảo sức khỏe trong dịp Tết? Sau đây là lưu ý của các chuyên gia. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 29 và 30 tháng Chạp sẽ là hai ngày rét nhất trong đợt rét lần này ở miền Bắc. Nhiệt độ thấp nhất chỉ từ 11 đến 13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C. Nhiều nơi nhiệt độ thấp kết hợp với mưa khiến cảm giác giá buốt. Theo nhận định của ngành dự báo, Tết năm nay ở miền Bắc sẽ rét hơn Tết Quý Mão. Thời tiết trở lạnh nên nhiệt giảm sâu, các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân cần có các biện pháp giữ ấm cơ thể, cảm lạnh, hen suyễn, viêm họng, viêm phổi, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, cúm, đột quỵ, ngộ độc khí than do sưởi ấm, đun nấu là những vấn đề sức khỏe thường gặp trong mùa lạnh, đặc biệt với trẻ nhỏ. Ngoài mặc ấm, cần đảm bảo dinh dưỡng nhằm tăng cường nhiệt lượng cho cơ thể để chống rét, đặc biệt là bổ sung vitamin A, C để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể cho trẻ. Trong dịp Tết Nguyên đán, người dân thường xuyên có các cuộc gặp gỡ giao lưu, nhu cầu uống rượu bia cũng tăng hơn. Các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân có tiền sử về huyết áp cần cẩn trọng. Ai cũng mong bản thân và gia đình, họ hàng, xóm giềng, bạn bè đón chào năm mới luôn được mạnh khỏe, an lành, thành công và may mắn. Vậy hãy bắt đầu năm mới bằng cách đón Tết thật lành mạnh, chủ động bảo vệ sức khỏe của bản thân và những người xung quanh. Chuyển sang phần tin quốc tế, ngày 7 tháng 2, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã bác bỏ đề xuất ngừng bắn của lực lượng Hamas ở Gaza. Tuyên bố của ông Netanyahu được đưa ra. Trước đó, Hamas đã đề xuất ngừng bắn kéo dài 4 tháng rưỡi để đuổi lấy việc trao đổi tù nhân và Israel chấm dứt giao tranh. Phát biểu trong cuộc họp báo, Thủ tướng Netanyahu cho biết Israel đang trên đường giành chiến thắng ở Gaza. Ông cho rằng chỉ có chiến thắng mới có thể đảm bảo an ninh cho cả khu vực phía Bắc và phía Nam. Ông Netanyahu khẳng định quân đội Israel sắp kiểm soát được thành phố Khan Yunis và ông đã ra lệnh cho quân đội bắt đầu tấn công vào thành trì cuối cùng của Hamas ở thị trấn Rafah. Hiện phía Hamas chưa đưa ra bình luận về tuyên bố trên của Thủ tướng Israel. Tăng trưởng kinh tế Nga trong năm 2023 đạt mức cao nhất trong một thập kỷ qua, ngoại trừ giai đoạn hậu Covid-19. Đây là kết luận đưa ra trong bản đánh giá về tình hình kinh tế Nga do Bộ Phát triển Kinh tế của nước này soạn thảo. Bản đánh giá lưu ý, theo ước tính ban đầu của Tổng cục Thống kê Liên bang Nga, tăng trưởng GDP năm 2023 là 3,6%, cao hơn hầu hết kỳ vọng. So với 2 năm trước, con số này tăng 2,3%, đồng thời là mức tăng cao nhất trong thập kỷ qua, ngoại trừ giai đoạn phục hồi sau Covid-19 hồi năm 2021. Tổng cục Thống kê Nga cho biết, trong quý tư vừa qua, tăng trưởng GDP của nước này đạt 5,1% và trong tháng 12 là 4,6%. Theo dự báo của Bộ Phát triển Kinh tế, GDP của Nga sẽ tăng khoảng 2,3% trong năm nay, cao hơn so với mức dự báo chỉ đạt tăng trưởng từ 0,5 đến 1,5% do Ngân hàng Trung ương đưa ra. Thưa quý vị và các bạn, khi nói về âm nhạc cổ điển, khán giả lâu nay vốn đã rất quen thuộc với hình ảnh những nghệ sĩ biểu diễn dương cầm trong những khán phòng sang trọng. Vì vậy, một buổi biểu diễn độc đáo tại Munich, Đức, khi một người nghệ sĩ chơi đàn piano trong tình trạng lơ lửng trên không trung theo phương thẳng đứng chắc chắn sẽ gây ấn tượng mạnh với những người yêu âm nhạc. Người dân thành phố Munich vừa được chứng kiến một cảnh tượng ngoạn mục khi một cây đại dương cầm được nâng lên không trung cùng với nghệ sĩ tài năng Alain Roche, người Thụy Sĩ. Lơ lửng ở độ cao cách mặt đất khoảng 10 mét, nghệ sĩ đã biểu diễn một tác phẩm mang tên Đồng Chí. Điểm đặc biệt của bản nhạc này là các âm thanh của cuộc sống tự nhiên được ghi lại từ nhiều địa điểm trên toàn nước Đức và sau đó được phát trực tiếp cho khán giả cùng lúc nghệ sĩ biểu diễn tác phẩm của mình trên không trung. Yếu tố độc đáo chính là điểm thu hút khán giả theo dõi những buổi biểu diễn.
Buổi biểu diễn đặc biệt là một phần của dự án nghệ thuật piano dọc của Alan Roach, trong đó nghệ sĩ sẽ biểu diễn trước khi thời điểm bình minh trong vòng 182 ngày, bắt đầu từ ngày đông chí của năm. Do đó, bản nhạc mà Roach sáng tác sẽ từ từ phát triển từ đông chí thành hạ chí và sẽ được trình diễn hoàn thiện tại một buổi hòa nhạc diễn ra quê hương Thụy Sĩ. Bản tin 18 giờ 30 phút chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.